có đông vậy đó, còn bán kiếp chỗ nào chú có biết chỗ nào bán 1-2 công không? 1-2 công hả? Ừ. Bây giờ giá chính thức của nó bây giờ một cỡ mà nó bán 2 công cỡ 1 công chính thức, chú nói thử bây giờ mình không biết gành về giá đất ở đây mà cỡ 2 công nó bán cỡ chính thức là cỡ bao nhiêu, chú nói thẳng đi, thiệt đi, đừng có nói giỡn. Chú nhắm cỡ mà 1 công ha là giá bây giờ nhiêu tiền? Khoan để tôi hỏi trong cái đám này. Nếu như được. Đám này là mà chú nhắm cỡ 2 công cầm nhiêu tiền mua được? 2 công ha. Không biết, mà dắt giờ đất lên sốc quá rồi chủ nhà giờ đụng mình nó nhảy theo giờ đâu. Giờ muốn trả lời ông á là phải là giáp mặt chủ nhà đàng hoàng. Bây giờ tôi còn cái đám này khoảng 70-80 cao đất sát xong luôn đó. Mặt tiền xong rồi chứ không sát xong. Mặt tiền xong luôn. Mặt tiền xong là cái mặt hậu ngang qua không? Là coi như nó mặt tiền xong rồi cặp kinh luôn. Đó, cái kiểu cũng như là thay thế về cái kinh vậy phải không? À, kinh vậy là vậy, rồi bắt đầu ngang đây là mặt xong luôn. À, thôi tôi lấy mặt tiền xong mà bây giờ tôi không lấy kinh, tôi lấy thẳng trực tiền mặt xong luôn. Rồi cái này là mặt tiền xong luôn đó, là cỡ công khoảng giờ 300 triệu nó bán không? Bán rồi. Mà muốn ấy để bữa nào tôi gặp ông tôi nói lại cho. Chứ nhiêu công, nhiêu triệu công nó mới bán được? Có biết đâu, giúp giờ chủ nhà quyết định chứ tôi cũng quyết định đâu. Bây giờ cái đám này là khoảng 80 cao, 70 cao chắc ăn. 7 công á. 7 công là bán cỡ nhiêu? Trời ơi, đã tôi nói giờ tôi chủ số lệnh chứ không phải là đất tôi. Bãi giờ cả bãi công mà mặt tiền là khoảng cái đó khoảng 60-70 thước à. Vậy hả? Ừ. Tiền xong luôn ha. Mặt tiền xong á. Đã. Khoảng 60-70 mét. Mặt hậu ngoài trăm. Đây nè, đây giờ tôi hỏi sơ sơ chú đi, bây giờ chú thẩm định nghe sơ nha. Nếu mặt tiền xong mà được 65 mét mà chiều vô nó khoảng 33 mét, chú nhắm cỡ công như vậy đó là ngày mới vô nó bán cỡ nhiêu? Không biết. Ở đâu đó thử rồi, đó sơ sơ thôi coi. Làm sao đoán được. Cỡ 2, cỡ 300 nó bán không? 300 hả? 3 tỷ mẫu hả? Ừ. 3 tỷ mẫu sao nó không bán mẫu đâu. Không chịu bán hả? Trời đất bây giờ độ mà nó theo trong này nó đất lên sốc quá. Nó tiền xong là độ mà ngay cái điểm khu du lịch của người ta đó. Chút nữa nó lập bến cảng rồi bây giờ mặt tiền xong á, cái lộ nó đổ á, là cái mặt lộ á ha là 6 thước, cái chân 12 em thước. Là tại sông Dầm Cỏ mình á, mặt lộ đổ vậy đó rồi hỏi ai chịu bán. Mà được có đám này đẹp lắm rồi, để mai mốt phải tôi hỏi lại coi phải được nó làm cái khu du lịch sinh thái hả? Nghe nói vậy thôi, trời ơi nhà nước nói mà ai mà biết được. Biết đâu bữa nay nói khu du lịch sinh thái rồi ngày mai nó làm casino rồi sao? Thì bây giờ chị nói mình dân mình đâu có biết. Mình nghe ngóng nói vậy thôi chứ đâu có nói là vậy là chắc ăn là nó là vậy. Mà cũng như đại khái nhiều miếng đất rồi mà đất người ta ngon lành rồi cái hôm mua làm khu chung cư cuối cùng rồi đó. Còn ngọn cái số 3 mua làm khu chung cư cuối cùng bán cho đồng một cái tụi nào giờ làm khu bồng lai đó, khu nghỉ địa đó. À vậy hả? Nói này. Nghĩa là khu vực đất đây là cũng có im ha, cũng có phát triển ha. Đó ơi đất đây mà. Bây giờ đúng rồi, nếu mà bây giờ nghèo nghèo qua bên đó mua cái chỗ chung không nổi á. Vậy à. Hồi đó là nhà nước là coi như là dồn dân lại hợp là mua bằng cái giá mềm là làm khu chung cư. Mà khi mua rồi đụng là bán cái là cho những cái thằng thầu khác nó mở ra cái khu nghĩa địa để bán cái chỗ chung. À. Chú dân địa phương đây luôn hả? Ở đâu? Tôi đây chứ đâu. Vậy chú có đất nhiều không? Tôi hả? Đất ông nội tôi để bên kia nhiều lắm rồi. Trời ơi chú nói sau này nhà nước mà nó có ấy chú đã đời luôn à. Giàu lắm. Thôi tôi đi ở đây hả? Để tôi mong muốn tôi hỏi đám đất là thấy được tôi nói cho là khoảng bề ngang là khoảng 70 mét mặt tiền xong á. À, còn cậu vô là trăm mấy được. À. Còn thấy được thì 200 triệu công nó không bán hả? Nếu như một ngày mà tôi đếm lái với cò thì quá nhiều. Bây giờ hãy ông nào mạnh là thắng á. Bây giờ nó là thông thường á. Dạ. Ở đây thấy cũng mình cũng đến đây cũng không gành. Mới ngày qua kia gì động mà 4-5 ông lại coi đám đất của bà Bảy Dình thằng đó. Có ông nào mập chân đen bự luôn. Rồi cảm ơn chú nhiều. Rồi không có đi. Trao đổi. Chú dễ thôi chú. Số xe đẹp quá ha. Ô xe đẹp đâu có đụng bao nhiêu tiền đâu. Cái này cỡ như thầy đâu có ngồi. Thầy ngồi xe dữ không.